cái đợt, nhưng mà cháu vẫn chưa tin cái khả năng nghe của mình. Nhưng mãi sau đến đợt cháu giúp dân gia đình đại tá Tạ Doãn Địch ở 24A Tăng Bạt Hổ, thì khi cháu giúp xong rồi thì cũng nói chuyện với các cụ nhưng mà rất là ít, bởi vì cháu chỉ nói vào mình cháu biết thôi chứ cháu không dám nói cho mọi người biết là mình biết nói. Thế thôi, thế là đêm hôm ấy thì gia đình nhà đại tá tìm được mười mấy cái ngôi mộ ấy. Nhưng tự nhiên đêm đấy lại có một cô bé chạy về, cứ ôm mặt khóc, bảo với chị tại sao lại không tìm tôi, thiếu thiếu mỗi mình tôi, tìm hết mọi người thiếu mỗi mình tôi. Thế xong bảo cô là ai, thế xong cô mới dắt tay ra cô chỉ vào cái đống đá, cô bảo đây này cháu lên cho sẽ nhìn thấy cái đống đá hộc, và cô tên là Đoá. Thế mà thế cô người nhà ai, thì cô bảo là cái người nhà mà hôm qua cháu vừa đi tìm mộ xong. Để đúng đêm hôm đấy về thì là hôm sau cháu mới viết thư lên, cháu bảo là hôm qua cháu đi tìm chỉ tìm mỗi cho nhà bác Tạ Doãn Địch thôi. Thế cháu viết thư lên gửi cho nhà bác Tạ Doãn Địch, thì nhà bác Tạ Doãn Địch mới nói rằng là đấy chính là bà cô mà chết lúc hơn 10 tuổi. Thế là cuối cùng là khi về gia đình về khai quật được cái đống đá hộc ấy lên thì vứt hết đá ra, thì ở dưới lớp đất ấy là lấy được cái hài cốt của một cô bé hơn 10 tuổi. Thế và bây giờ cũng xây mộ lại rồi. Đấy, thế thì từ lúc ấy thì cháu mới phát hiện thêm được một điều, tức là người ta khi mình làm nhầm cho người ta thì lập tức người ta phản hồi ngay. Và cháu cảm thấy rất mừng với cái thông tin đấy, bởi vì có sự phản hồi thì mình biết là mình đúng hay không. Chứ nếu không thì cứ u u mê mê như thế thôi, chả biết là đúng hay là sai. Nên chí ít thì đến lúc đấy là cũng có hai trường hợp, và người ta phản hồi lại là sai, là mình bị nhầm lẫn. Một người thì là nhầm lẫn, còn một người là thiếu sót. Chứ là giả sử như cái bác kia, bác ấy không về bác báo, chỉ có nghĩa là gia đình cứ đinh ninh đấy là bác ý, nhưng mà cháu cũng không biết là sự nhầm lẫn đấy. Nên là khi bác ấy về bác báo lại như vậy thì mới biết được. Cho nên ở cõi âm là như thế đấy, người ta rất là rõ ràng cái ranh giới giữa sự thật và cái không thật, người ta rõ ràng lắm, người ta không bị mập mờ. Và ở cõi âm ấy là cháu cảm thấy có một cái điều ấy, là họ rất là trọng tình nghĩa. Ví dụ như chỉ có một chút quan hệ dây mơ dễ má thôi, họ sẵn sàng họ nhắn nhủ cho nhau. Ví dụ cháu gặp người này cho nói chuyện với người này, tìm mộ xong rồi xong ông lại bảo này cho bác nhắn này, nhà bác còn một bà này họ như này mà mất mộ lại nằm ở chỗ này, tức là họ lại nhắn nhủ hộ cho nhau. Cho nên nhiều khi là cháu cứ nói đùa, tức là cháu gọi là đâm ra bị vạ lây, có nghĩa là đáng lẽ phải đi tìm mỗi mỗi người thôi, hay tự nhiên phải tìm thế nào bao nhiêu người, tại vì họ cứ nhắn nhủ cho nhau. Mà cái những ngày đầu tiên thì cháu chưa có kinh nghiệm lắm, người ta nói đến lúc nào cháu cũng phải nói đến lúc đấy, người ta nhắn gì cũng phải nghe đấy. Nhưng đến bây giờ thì cháu cũng biết cách là cháu ngắt, bởi vì sức khỏe của mình đến mức độ nào thôi. Chứ còn cái đến lúc mà đã không nói được rồi thì thôi cháu xin lỗi cụ, hôm khác cháu sẽ gặp lại, ví dụ như thế. Chứ không á, nhất là đi ra nghĩa trang liệt sĩ thì thôi rồi, cứ ngồi đến mấy tiếng đồng hồ không bao giờ ghi hết được. Và trong những cái năm tháng đầu tiên đấy, cháu cũng tìm được rất nhiều những cái liệt sĩ mà cứ nhắn nhủ như vậy, nhiều lắm. Có khi họ là đồng đội, ví dụ tìm một anh ở Quảng Trị, anh nhắn cho một anh chết tiếp tận trong Bình Dương, tức là chú có thằng bạn chết ở đây, nhưng mà chết trong Bình Dương, nhưng mà về gặp chú và nó bảo rằng là mộ nó đang nằm ở chỗ đấy, lô cao su số mấy, ai là người phụ trách cái lô cao su đấy, hàng ngày hay đi cạo mủ cao su đấy. Thế là cuối cùng là nhắn lại cho gia đình thì người ta về, người ta tìm được. Đấy là cái trường hợp mà tìm cho liệt sĩ Nguyễn Văn Nhợ ở trên Vĩnh Phúc. Cháu không mang cái địa chỉ của người ta đi, cháu không nhớ. Thế nhưng mà đấy là cái ông đó, ông bảo là bây giờ đi đến cái lô cao su đấy, của cái nông trường đấy, có cái chị đang cạo mủ cao su. Mà cái chị này có một cái đặc điểm là bao giờ cũng đi cùng một đứa con, mẹ đi trước con theo sau. Đấy, thế khi gia đình họ vào tìm thì họ bảo là cả nông trường thì có một cái cô này là không có chồng, nó có một đứa con, đi đâu cũng lẽo đẽo dắt theo con là ra cái lô cao su ấy. Và bác bảo cái lô cao su đấy là cái bát mình cạo mủ ở gần gốc cây mà bác nằm ấy, là nó bị mẻ. Thế thì cứ ra đến đấy. Thế cuối cùng người ta ra đấy, người ta nhìn thấy gốc cây cao su mẻ thôi, người ta lúc đấy người ta vai trò cô Bích Hằng chả còn nghĩa lý gì nữa. Người ta nhìn thấy cái bát mẻ đấy, thì cái chị đấy chị bảo là đúng mỗi cây này nó có cái bát mẻ, và tìm đúng tên cái chị đấy, và đúng có đứa bé như vậy. Thế họ cứ thế họ thản nhiên là họ đào, họ mang về. Thế thì có cái sự nhắn tìm ngược trở lại. Mà cái nhắn tìm ngược trở lại thì năm ngoái bộ môn cháu cũng đã làm đấy, tức là đã nghiên cứu cái đề tài gọi là TK06, có nghĩa là tìm ngược, người chết tìm người sống. Bình thường thì người sống chúng ta đi tìm lại ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt bị mất. Nhưng mà vừa rồi đề tài TK06 của bộ môn đã làm ngược lại, là xuất phát từ cái ý tưởng. Nhiều lần cháu làm việc thì có những người, người ta nhắn tìm ngược trở lại,
Thế thì đã tìm và cũng đã bước đầu cũng đã có những cái kết quả rất là khả quan và cũng rất là đáng và vui mừng. Tức là khi người âm nhắn là đi đến địa chỉ này, địa chỉ kia, tìm cho tôi cháu này, con này. Đấy, thế cuối cùng là đều tìm được. Đã tìm được tất cả các thân nhân, thậm chí là những cái thân nhân mà chết đói và chết bom ở Hợp Thiện này. Còn tất cả các liệt sĩ thì nhiều lắm, nhất là tìm liệt sĩ thì khá nhiều. Chứ còn đi về các vùng quê mà tìm mộ cho các gia đình của cụ nọ nhắn cho cụ kia thì cũng tương đối nhiều. Có khi đi tìm cho nhà ông A này, nhưng mà cái người nhà của ông B không may mình đi qua cái chỗ có mộ của họ, kiểu đi thắp hương cứ thắp thắp ra ngoài bãi cỏ rồi là ấy, cái không may thắp phải mộ họ, thế là họ túm ngay lấy, họ nói tôi là như thế này, người nhà nhà tôi ở chỗ này chỗ này. Thế cuối cùng thành ra là cái gia đình chủ của cái bữa hôm đấy thì chưa tìm thấy thì đã tìm thấy cái người không phải là chủ nhân mời mình đi tìm. Đấy, rất nhiều lần như vậy. Thế và cho đến bây giờ thì ngày trước ấy thì cháu nghĩ là thôi càng tìm được nhiều như vậy thì càng tốt. Thế còn có những cái hôm mà đi lên Thái Nguyên ấy, ngồi tìm mộ liệt sĩ chống Pháp ấy, cứ đi làm với việc không đâu ấy, đến tối rồi thì gia đình người ta quá nể, người ta không dám nói. Đến lúc tối rồi thì người ta mới tự ái, người ta bảo rằng mục đích là để đi tìm người nhà tôi, tìm bố tôi, cô chưa tìm thấy. Thế bây giờ thì tính sao đây? Thì cuối cùng cháu bảo tôi chấp nhận phải ngủ lại Đại Từ Bắc Cái một đêm để ngày mai tìm cái bác ý. Hóa ra là ông còn ở đồi bên kia cơ. Thế nhưng đi sang đồi bên này, thế là người ta cứ hỏi thăm, người ta cứ nhắn nhủ, nào là những ông ở làng Phùng, nào là những ông ở Hà Tây, rồi làm những ông ở Thuận Thành, Hà Bắc, những ông ở Tít Hải, Dương, Hưng Yên gì đấy. Thì ghi đến cho mười mấy ông ấy. Thế là mải say sưa ghi cho mười mấy ông. Quên đáng ngay đi là cái ông mà cần tìm hôm nay thì chưa tìm thấy. Và cũng chính trong những cái lời nhắn nhủ đấy mà cháu đã tìm thấy nhà cách mạng Lương Ngọc Quyến ấy. Chính những người họ nằm ở đấy họ mới nhắn. Họ bảo là nằm bên quả đồi bên kia đấy, thì là có một nhà lão thành cách mạng, là một người mà có công với nước rất nhiều đấy, tức là mộ Lương Ngọc Quyến đấy. Là cháu có khóa bộ cho sang đấy cho thăm ông một tí. Thế thì hồi đấy là cháu cũng chỉ biết ghi tên lại thôi, chứ cháu cũng không thể sang được quả đồi bên đấy bởi vì nó quá xa nhau. Thế nhưng cháu về cháu nhắn tin mãi, thì với có chú Lương Quân, tức là thân nhân của gia đình cụ Lương Ngọc Quyến là cháu nội, cụ mới đến, chú mới đến. Và thật ra chú Quân ngày xưa đã đến nhờ cháu, nhưng cháu bảo là mất từ những năm bao nhiêu, cách đây 80 mấy năm rồi, khó tìm lắm, mà nhà chú lại mông lung không biết cụ chết ở đâu, chỉ biết là khởi nghĩa Thái Nguyên ấy. Thế là cuối cùng là cháu đi tìm liệt sĩ ở trên Vô Tranh Thái Nguyên ấy. Tự nhiên cháu đứng cạnh cái mộ của nhà báo Thôi Hữu, ông bảo là bác là nhà báo Thôi Hữu đấy. Thì là bác kể bác ở cháu bên kia có một một cụ mà rất là con người rất là đáng đức cao vọng trọng, cháu nên đến đây cho thăm cụ. Cụ là cụ Lương Ngọc Quyến đấy. Thế là từ đấy là cháu đi tìm ra cụ Lương Ngọc Quyến. Bây giờ còn vân 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 rất nhiều các cái trường hợp khác nữa mà kể ra thì nhiều lắm. Thế nhưng mà có những cái trường hợp rất là điển hình, hoặc là có những cái mà cháu thậm chí chả đi tìm mộ cho người ta, rất là gần đây thôi, mới cách đây một tuần thôi, cháu không hề đi tìm mộ cho người ta một tí nào cả, cháu chỉ đi lễ cùng với con cháu người ta thôi. Thế buổi đêm về cháu đang ngồi cháu viết, mà cháu đang làm luận văn tốt nghiệp, thì có một con ong đó màu xanh bò lên cái trang sách của cháu, bò lên sau lại bò lên tay. Thì bố chồng cháu mới mất thì lúc đầu cháu tưởng là ông bố chồng, nhưng không phải. Thế là sau cái ánh sáng của con ong đóm đấy thì cháu lại thấy có ba người hiện lên ở trước mặt mình. Thế và xưng tên, chú tên là bác, bà tên là Công, rồi chú này tên là bà Công đấy. Xong bà lại dắt theo một đứa bé gái thì không nói tên là gì, xong bà lại vẫy gọi một chú bên ngoài là mặc quần áo bộ đội là ra nhanh nhanh vào đây. Thế thì ba người đứng trước mặt và nói dặn dò rằng phải làm cái này kia, nhắn cho con cháu của nhà bác như thế. Thế thì lúc đầu thì cháu nghĩ là không biết là tại sao người ta lại nhắn như vậy, và cái con cháu ấy tên là gì. Hỏi mãi thì mới bảo là đấy, cái thằng ấy đấy, nó tên như vậy đấy. Thì thật ra lúc đấy thì bà ấy có quyền gọi là thằng ấy, nhưng cháu thì không thể gọi là thằng ấy được, bởi vì cái vị đấy là một cán bộ rất là cao cấp. Thế thế là lúc đấy bà đấy nhắn cho thằng ấy nhá, hôm nay là mọi người đi nhưng mà cháu không biết, nên là nhắn là có vẫn có bác, có cô, có chú đi theo, hãy yên tâm vững chí phải làm rạng danh cho dòng họ, bởi vì dòng họ này là dòng họ là truyền thống và yêu nước, là cách mạng gì đó. Thế thì sau đấy cháu mới gọi điện thoại trở lại cho cái người buổi chiều đấy đi cùng, cháu hỏi là trong gia đình có ai tên như vậy không. Thì cái người kia giật mình mà là có, nhưng mà mọi người chết hết rồi đấy. Cái chú Danh ấy đi bộ đội đã chết từ thời chống Mỹ lâu lắm rồi. Thế còn cái cô Công ấy là bác chị của bố thì cũng đã mất rồi. Thế còn cái người em gái mà